nhớ mỗi lần chặn đầu xới hộp để xin điểu, khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Mạng xã hội lan truyền đoạn video về một nhóm gồm nhiều em nhỏ tại tỉnh Kon Tum đứng tụ tập khá đông trước ngã tư, ngay khu vực đèn giao thông. Vừa cỏ trống và múa lân tưng bừng, nhưng không phải để góp vui mà có mục đích khác. Không chờ người khác chủ động đến cho, mà nhóm này sẽ nhắm luôn con mồi là chủ những xế hộp đắt đỏ để xin đểu. Cho dù nam tài xế đã bóp còi liên tục, nhưng bé trai nhất quyết không tránh và cố tình cản trở. Chỉ vì số tiền vài chục nghìn mà các em chấp nhận nguy hiểm và sẵn sàng đặt cược tính mạng để chặn đầu xe đang lao đến. Nếu tài xế không phát hiện kịp thời thì tai nạn đã xảy ra. Cộng đồng mạng không khỏi bức xúc trước hành động bất chấp của các em mà để lại bình luận: đứng trước BOT dễ kiếm tiền hơn. Quá nguy hiểm, được 50, 100 nhưng nhỡ mai cái là xong. Trường hợp này cho tiền là làm hư chúng nó. Giờ thành trò trấn tiền của tuổi người lớn đằng sau bảo kê rồi. Làm mất cái văn hóa của Tết Trung Thu, ngày xưa chỉ ao ước được bố mẹ mua cho cái lồng đèn đi rước là hạnh phúc lắm rồi. Còn bạn, bạn nghĩ gì sau khi xem video? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 Phút. Xin chào và hẹn gặp lại!